Rồi thì trên tay Cường đang cầm đó là một cái con micro mà phải nói là được làm giả nhiều nhất trên thế giới nha mọi người. Đây là micro Shure Beta 58A. Thì đây là một cái con micro rất là huyền thoại dành cho những anh em nào biểu diễn ha, dành cho để chúng ta hát live rất là chất lượng mọi người. Thì trên mạng đã có rất là nhiều anh em chúng ta làm những cái video để phân biệt cái hàng fake và hàng chính hãng rồi. Thì trong cái video này thì Cường cũng sẽ khui hộp ra một cái chiếc micro hàng chính ngạch nha, nhập khẩu chính ngạch tại Việt Nam. Đó, để mọi người lấy cái video này mọi người so sánh với cái sản phẩm mọi người. Nếu mọi người nào mua ở những cái nguồn gốc không rõ ràng á thì mọi người có thể so sánh để check xem coi nó có giống với cái sản phẩm này ha. Đây thì sản phẩm này được nhập khẩu chính ngạch nha mọi người. Đó, phân bố bởi Tiếng Ngọc Audio nha. Rồi thì bây giờ Cường sẽ khui ra bên trong. Đây thì đây là cái hộp. Đấy, mọi người sẽ xem coi từ cái vỏ bên ngoài nha. Đây. Đó, đối với những cái sản phẩm chính ngạch thì nó sẽ có một cái tem phụ ở đây thì mọi người yên tâm nha. Đó, thì để chúng ta biết được cái bên trong nữa. Đây thì chúng ta sẽ có những cái hình thức ở đây thì để cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ Cường sẽ mở ra bên trong nè. Không, thì rất là đau đầu đối với những anh em là chúng ta bỏ một cái số tiền ra mà chúng ta còn bị mua phải hàng giả nữa thì nó rất là khó. Đây thì chúng ta sẽ coi được cái hộp bên trong. Đây cái phần giấy bên trong đây. Đó, thì mọi người cứ so sánh nha. Rồi thì đầu tiên thì rất là an tâm thì đối với ai mà không rành á thì mọi người chọn một cái đơn vị họ phân phối. Đây thì đây là cái phần phí bảo hành nè. Đây có cái số series tất cả mọi thứ ha. Thì chúng ta yên tâm, chúng ta check thì nó sẽ không bị cái vấn đề giả ha. Còn để một số cái chi tiết mà chúng ta tham khảo hay chúng ta tìm kiếm những cái chi tiết mà coi so sánh thì nó cũng rất là khó. Tại vì bây giờ công nghệ làm giả làm fake đó, nó rất là giống mọi người. Đó thì để yên tâm thì mọi người cứ chọn cái đơn vị phân phối có cái phiếu bảo hành cũng như là cái phần gọi là nhập khẩu chính ngạch đó thì để mọi người yên tâm nha. Rồi tiếp theo thì nó cũng sẽ đi kèm những cái gì. Đây thì chúng ta sẽ có những cái tem như thế này ha, cái đề can như thế này mọi người. Đó thì nó sẽ có đi trong này hết rồi thì còn sẽ đưa cho mọi người xem hết. Đây, đây là một cái cuốn rất là lớn này mọi người. Đây user guide nha. Đó. Rồi và tiếp theo là gì? Rồi và cái bao da nè mọi người, và cũng như là cái này để nó kẹp sợi dây ha, để quấn dây. Đây. Không, tất cả là hàng chính hãng thì nó làm rất là đẹp mọi người, rất là tỉ mỉ nha. Từng cái đường nét của nó, từng cái xua này, cái chữ của nó này ha. Rồi và đây là cái bao da nha. Đây thì thật ra là những cái này nó quan trọng nè. Đây cái bao da thì mọi người sẽ nhìn xem luôn nha. Đó. Đây để cho mọi người xem từng cái đường may của nó. Đây là bên ngoài của nó. Đây kéo rất là mượt nha. Đây là bên trong ha. Đó, bên trong nó có cái chữ mà nó chìm vô luôn mọi người nha ha. Đó mọi người thấy không? Đó chữ xua ngược nè. Đây da rất là mềm mại nha. Đó, có tem tát đồ các kiểu. Rồi đó là cái phần bao da. Rồi tiếp theo thì đó là cái phần giá đỡ sốc mau nè mọi người. Đây thì mọi người xem nha. Đó. Rồi. Đây có logo Shure ha. Đây bên trong nó có một cái mã vạch mã QR mọi người đây, mọi người xem ha. Đó thì mọi người cứ check nha để mọi người biết được. Rồi và cuối cùng thì nó còn cái gì đây? Đây có một cái ốc chuyện ha. Đây ốc chuyện để chúng ta gắn vào những cái chân micro. Rồi. Ồ còn rất là nhiều giấy tờ mọi người nha. Đây còn một đống đây nữa nè. Đó thì mọi người cứ xem đầy đủ ha. Đầy đủ giấy tờ. Đó. Rồi và cuối cùng là cái phần chính nha, nó sẽ được bọc trong một cái lớp túi bóng như vậy nha. Túi này để bảo vệ cái micro đó được an toàn, không bị va đập nha. Rồi thì đây là cái phần chính của chúng ta nè. Đây cho mọi người xem cái phần micro. Đây đây là cái chữ ha, đây mọi người sẽ thêm đấy. Đây cái logo Beta 58A ha, thì mọi người sẽ check những cái này nha. Đây những cái trên anh em có một số người họ đã so sánh những cái tem như này ha. Đó thì mọi người xem kỹ nha. Đó, để lấy cái micro làm gốc vì cái micro này là được phân phối chính ngạch nên chúng ta yên tâm nó là hàng chính hãng 100%. Rồi đây là cái đầu mic nè, đây là đầu lưới nè, nó có một cái độ mờ ha, nó không có bóng nha. Cái lưới này nó là nó có một cái độ mờ ở kim loại mờ màu trắng chì ha. Rồi đây cái viền xanh. Rồi cái đuôi nó mọi người.
Rồi, mọi người xem kỹ nha. Rồi bây giờ tôi sẽ mở cái đầu ra nha. Đó thì trên mạng đã rất là nhiều anh em làm những cái chi tiết rất kỹ rồi, thì bây giờ cái video này là chỉ muốn để cho anh em so sánh thôi. Đây, ở trong sản phẩm nó sẽ có một cái tem luôn nha, tem của Tiến Ngọc nè. Đó. Rồi bắt đầu nó có nhúng không? Đây nó vẫn có nhúng ha. Thì cái này vẫn hàng phát vẫn làm giả được nha mọi người. Đó, rồi. Đó, để cho mọi người thấy được cận cảnh một cái chiếc micro như thế nào. Đây lớp sơn của nó ha. Đây thì mọi người để mọi người biết được chính xác. Rồi đây. Vặn vào. Rồi cái này vặn thì rất là mượt ha, nghe rất là mượt chứ nó không có bị khựng ha. Đây xoay vào rất là trơn tru mọi người nha. Rồi thì đó. Rồi thì đó là cận cảnh của một cái micro hàng chính hãng Subeta 58A được phân phối và nhập khẩu chính ngạch nha mọi người. Đó thì mọi người yên tâm, nếu những anh em là chúng ta không rành về kiểm tra hay là hàng hóa ha, thì mọi người nên chọn một cái đơn vị uy tín để tránh mua phải hàng giả nha. Nó mất tiền là một chuyện rồi, nhưng mà nó sẽ không đạt được cái chất lượng như chúng ta mong muốn mà nó lại mất việc của chúng ta nha. Đó thì bên Cường là phân phối chính hãng Sure, là đại lý của Sure tại Việt Nam nha. Thì rất là mong mọi người sẽ có được một cái sản phẩm tốt để đáp ứng cho cái nhu cầu của mình. Và khi nào cần micro Sure thì mọi người có thể liên hệ Cường, thì Cường sẽ tư vấn để cho mọi người có được một cái sản phẩm nó chất lượng, hiệu quả cũng như là hàng chính hãng rõ ràng nha. Rồi rất là cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.